nhưng mà đăng lên lên mạng này là chủ lâu rượu là chưa có vợ nhá. Muốn phục vụ cho những nhưng nhìn thế này thì chắc là biết lại có vợ rồi. Mình nói kệ đấy chứ ai chẳng biết. Em tên gì? Văn Ngọc ạ. Ngọc ạ. Quỳnh Dung. Dạ. Nào, tị ra tắm sau, cho nó hết cái chum này vào đã. Ra nhà đây anh rửa chum cái sau này. Vất vả. Chị lấy que của bà mất chum. Đấy bà. Thanh niên ế chưa lấy vợ. Lâm nhập còn nghe lỗi gì không? Có nhu cầu kết bạn đúng không? À, tìm bạn. Tìm bạn. Ừ. Nhà có điện lên từ tới nhà. Dạ. Mày đứa điện lên từ tới nhà. Vâng. Kiến thằng Toàn hỏi là nấu rượu nào ấy. Đấy, Ngọc phải quay này. Thế là chuyên nấu rượu và đây là làm cái cảnh nghệ thuật. Đấy. Đấy. Anh phải đăng lên đấy. Sao cho cái số điện của anh là... để ta còn gọi điện thì sao à, là... nếu bán được nhiều cây thì lại thấm cho nó. Vất vả tắm hơi bạc tí nhưng mà chị đấy. Sở chúng mà có cái còi địa điểm kìa nhờ. Là lái xe UAS ấy, nó cái còi ti ti bằng này mà. Nó uống mình mà bóp còi cứ uống là nó nó cũng vừa đi nội về sang đó đẹp rồi. Ăn nhiều mày không ngon. Đấy, tôi đừng quay cho thêm nước không? Không ạ.
thế thôi đấy. Đây là xác đầy. Nhưng mà cái căn nhà này nó không ấy không sao đấy. Dạ. Nó chào đấy. Cái này nó không không sao. Vâng. Chắc phải hướng dẫn ra cái này hai cái này không có tác dụng gì này. Dạ. Hai cái đèn này, cái còi này với cái này chả có tác dụng gì cả. Hay là vặn chưa đúng. Hay là nó lỏng cái chân này. Dẫn lại đây không có tác dụng gì. Vâng. Đây là thấy tao làm này được không? Quá đẹp luôn, đang gọi là khoa học thế. Trên này lại có cái vòi thêm nước này. Này sau rửa thì nó tiện này. Mình thao rửa cái này này. Kể cả cái chỗ nước này, tuần hoàn này, khoa học. Tới đây nó bắt dùng nước sạch đấy. Vâng. Sạch không dùng nó bắt 40 khối. À đấy ạ. Lên quận mà. À, ai chuẩn bị lên quận. Lên quận thì nó phải nuôi cái quận nước. Không dùng nó bắt một tháng là 40 số, à 40 khối. Cho đồng hồ xoay như thế này. Đã. Đồng hồ xoay như thế này. Nhớ mà lên quận thằng nào. Có cái cây này nó quấy quấy mình nhé. Quay nhá, đây, chưa có xẻ. Ngã đi nội về, mưa, ngã có mặc áo mưa thôi. Chắc là rơi đây thì bà rơi đây rồi. Quét không? Cái hộp chết mình lắm mà nó có không? Có không? Rơi. Không sắp đặt không? Không sắp đặt. Ta đứng đắn thế này. Dạ. Ta đứng đắn cái này mà đổ bằng silicone được không? Không được. Cái này nó toàn răng của nó nhập luôn theo cái này. Silicone cái này là chặt chặt. Làm được cái này đâu. Việt Nam dám không? Thế phải sư cua cho một hai cái. Cái gì mà nó không nạp được thì phải. Một can rồi. Dạ. Một can rồi. Để lo lại xem. Một can rồi. Không cho thêm có thể học được. Dạ. Anh xào lại ít đó. Ít đấy. Thế là anh thích thì anh cho thêm đi. Cháy xả đấy chứ. Vâng. Cái này. Bây giờ mình là khoa học. Bây giờ đi. Cái phần bản là ra được nhiều nước hay không là quan trọng. Ra nhiều rượu hay không. Khoa học một phần thôi. Yến gạo ra 10 ít rượu. Và kia nhìn cái xe Honda kia mà chắc là Quỳnh Sang rồi. Hôm qua hẹn anh Thăng là... Hôm qua đã ở đây. Công trình này tao phải nghỉ mấy hôm nữa. Ngắm đấy, ngắm đấy. Ngắm đi sân đường nước thì mình ngay mới nhớ. Cứ thế thì mình nhà bên kia mình đi cứ ngồi lò đấy. Đến đây. Đi cứ thế thì mình đi được. Không ra. Nó còn lại cái điện trong ngoài. Cái điện trong ngoài. Nên lâu rồi không nên không vào đây thì làm cái gì nên vào đây không làm thì có ai đây cả tao chỉ biết gì mà có nhà chuyên môn người ta chuyên môn đi ai khinh
anh thì vừa nấu ăn vừa làm lễ. Vừa đang cúng thì anh gọi ra nhờ đàng hoàng là lên khênh hộ nhớ. Vâng, alo, gọi điện thì tắt máy. À cả ta gọi có được đường trả tắt máy. Bơ chín vào tay đập nó thì nó chưa nữa cả. Bảo này nó bị bảo này này nó cái nốc rồi. Đáng. Cái người này cái nút thang nước cốt này mà chiến cái đào là ta chỉ biết được chém như chiến này là phải chặt đâu quỳnh ra xoay chặt đâu vâng lúc mà tới là chém nhau đi chém nhau đi nó quanh cái xương cái sáo đấy xong nấu khoai tây xong lấy nước luộc gà mà nấu sao linh giờ xong lúc nào cần nó chín xương cho su hào với cà rốt thái con chì rang xương lên rang xương lên nói rõ và xuyên lên đây không chạm anh khinh gái lên cho lên này vào đây chứ vào đây vào đây vào tận đây ông chiến ông đàn này quay ra đúng không chiến ông đi xem đi ông đi xem cây ông chạm quay ra ăn qua nhà thì mà chắc là đang thắp hương thì thôi thì đang nấu nướng làm sao thắp hương đang dưới bếp thì đang mà đang thắp hương thôi đấy lại sai anh em lại xuống tư vấn trong thuyết để kê lại kê cánh cho nó một lượt rồi cảm ơn các bạn. Xe đỗ kia không nhìn thấy xe à? Xe ở trong sân từ vào thì cũng 9:05. Ta đây ra sân làm gì? Tức là thế kinh thế chứ. Chúng ta có đâu mà hứng? Ta lâu là bắt đầu sắp sửa đây. Hứng sân thì hứng sân thì đến lúc chạy ngược lại. Chào có răng này. Có thắng không? Có thắng? Cái con của con đây có đây này. Có xong rồi đâu có đây là cái mới đây con đó vâng ba cái kia rồi con đang chưa con đang rồi để thêm vào để thêm cái này vào thêm như là ấy chứ không cứ không phải cái trên kia trước đâu cái này về chỉnh sau cái trên đấy như tham ăn nghe đồng như thế cái răng cũ của nó đâu không biết có đâu này cái sau này cái răng còn con nó vẫn còn không đã cất được nhà con chuột rồi chuột nhiều chuột thì mèo nhưng không bao nó cắn cái này đây cắn cả đây không cắn cả ai cũng bắn nhẹ không bắn cắn cả vừa gạo thì đứng yên, trong mà là cái rong gạo nó đến thế nào nhỉ? Dùng cát để em không có. Thế bây giờ ngoài kia làm cửa có thêm chuột không vàng nữa. Cửa lưới. Thế khả năng chuột kèm rồi. Nó thế hay hay cái chuột kèm vào su. Chuột kèm đã rồi, vẫn ngõ đế đấy mà. Mà chú đang chữ nuôi nhiều mèo lắm rồi. Chú này cũng nuôi mèo nó sao mà kiểu con giặc ấy. Anh đường trước nhà bà nuôi nhiều mèo lắm rồi. Đúng. Mèo thả rồi. Cứ vừa từ vừa tay này. Bây giờ không để mèo được, để mèo nó vào trên nó thì chết. Nó là công nhưng không vừa tay hết. Vâng. Phải cứ bí được nó. Chỉ mỗi công phụ nữ là không biết công thôi. Đừng công như này là công được. Sao lại công như đường ống nó dưới này thế nhỉ? Hay vị trí có cái kia nó như vậy. Xem bảo ấy xem nào. Ở dưới với trên nó cong nhau đấy, không thẳng thành một đường đấy. Thôi không được, đúng là nó cong là được. Ấn như làm trước. Đấy, ấn mặt kim công tác tổng này lên, ấn một lần. À, thế rồi. Vâng. Giờ đặt 80 độ rồi đấy. Vâng. Xong. Ở đây đang đặt tạm là 4 giờ nó... Thôi bây giờ lên để đun nước, pha nước nước. Vâng. Quay nhá tải nhá. Chủ rồi, chào. Là... chưa vợ nhá. Nấu rượu và coi như chuyên cây cảnh bonsai. Đấy. Kim chiếm gió.